hai Facebooker ở tỉnh Lâm Đồng vừa bị công an triệu tập về đồn với cáo buộc đăng tải thông tin xuyên tạc về ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam và hạ uy tín lãnh đạo Đảng, nhà nước. Theo báo Nhân dân hôm 28 tháng 7, hai người này là ông KB, 46 tuổi, ở huyện Đạ Huai và bà KL, 35 tuổi, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Bản tin giấu nội dung cụ thể mà ông KB và bà KL viết trên trang cá nhân nhưng quy chụp hai người này xúc phạm danh dự, uy tín, phủ nhận những thành tựu đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Báo nhân dân lên án hành động của hai facebooker nêu trên vì tin ông trọng từ Trần nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Tương tự các trường hợp khác bị triệu tập về đồn vì bình luận về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội. Cả ông KB và bà KL đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và ký giấy cam kết không tái phạm nhiều khả năng hai Facebooker này sẽ bị xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng mà không được phép khiếu nại. Vài ngày trước, ông Trần Mạnh Duy, tự Duy Muối, 32 tuổi, người sở hữu kênh TikTok có gần nửa triệu lượt follower, bị các báo trong nước đăng bài chỉ trích vì ông này dám bình luận xúc phạm ông Trọng. Cụ thể, bên dưới một tấm ảnh tưởng niệm ông Trọng kèm nam sinh, năm mất 1944, 2024. Danh khoản Facebook của TikToker Duy Muối có tích xanh xác nhận chính chủ. Được nhìn thấy để lại bình luận. Sao lại có số hotline thế à? Theo báo Thanh niên hôm 23 tháng 7, sau khi bình luận nêu trên gây tranh cãi, công ty DC Media, nơi TikToker Duy Muối công tác, đã đăng tải bài xin lỗi cộng đồng và xác nhận cách chức giám đốc sáng tạo của ông này. Trước đó, có ba người ở Sài Gòn vào hôm 22 tháng 7 bị công an phạt với cáo buộc đăng tải thông tin thất thiệt bịa đặt xuyên tạc phủ nhận những thành tựu đóng góp to lớn của ông Nguyễn Phú Trọng theo đó các ông Đặng Quang V 39 tuổi ở quận 10 Trần Minh Ca 39 tuổi ở quận 12 và Tô Thành nở 38 tuổi ở thành phố Thủ Đức bị phạt hành chính từ 5,5 đến 7,5 triệu đồng về tội cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân